giờ? Đã biểu ở nhà giờ mà còn đi theo nữa. Ra mày đó. Đi theo làm gì? Rồi rồi, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Sáng sớm vừa răng hả? Kìa. Chuyện kìa. Tôi xin lỗi vì không bảo vệ được người trên thuyền của mình. Thôi có gì đâu, bị sơ sơ thôi ạ. Sơ sơ cái gì mà sơ sơ, nhìn qua là biết gãy chân rồi. Kiểu này là ở nhà dài hạn nghe con. Đúng mà. Chị đưa Phú đi trạm xá xem có chuyện gì xảy ra không. Bao nhiêu tiền là tôi chịu hết cho. Đi chị ông ơi. Ôi ông ơi. Ở né ra cho nó đi. Nè nè nè. Bà con, bà con, bà con coi tôi nói đúng không nha. Từ ngày mà có cái ghe ở đây á là xảy ra đủ thứ chuyện hết đúng không? Đúng rồi. Ông Tư á thì bị tai biến nè. Thằng Mạnh á bây giờ chưa có tỉnh. Bây giờ thằng Phú gãy chân. Bây giờ mà đi ra một chuyến ra biển nữa hả là mất tích luôn. Bà im đi được không? Tôi là tôi thấy bà ấy nói cũng có lý đấy. Đúng rồi. Tại vì từ cái ngày mà có cái chiếc ghe của ông Tư về là đủ thứ chứ bạn. Hôm nọ nhá là khách của con san hô còn gặp ma nữa. Chú Tư ơi, chú xem như thế nào, chú giải quyết đi. Ừ, giải quyết đi. Đúng rồi. Giải quyết đi. Mọi người bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Nhưng bình tĩnh làm sao bình tĩnh được. Bây giờ thuyền thúng của tôi ấy ngày láng bị hỏng luôn. Từ ngày có chiếc ghe. Đi đâu? Từ đã nói rồi, để chú Tư giải quyết được không hả? Sao gì giải quyết cái gì? Mọi người mệt lắm rồi mà. Thôi trỗi hết hồn à. Bị ấm, bị ấm, bị ấm. Trời ơi, ông Tư ông xỉu rồi kìa. Đưa ông đi cấp cứu lẹ lên. Ráng lên đi, à. Đi, đi, đi. Sao vậy ba? Ráng lên anh. Đi 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 đi. Ba sao vậy ba? Trời ráng ơi lên, ráng lên. Cái gì vậy biết nữa. Rồi rồi, đem cá lên đi rồi tôi cân chứ còn về nữa. Sao đâu mày dỡ lên. Dỡ 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 lên. Rồi đặt lên lại đi. À. Nè. Ủa sao của con có nhiêu đây vậy cô Hạnh? Chứ mày muốn nhiêu? Lần trước của con là 2 triệu mà. Lần trước khác, lần này khác. Ở ngoài chợ người ta có hạ giá đâu, sao đây cô thu rẻ vậy? Ở ngoài chợ là người ta bán lẻ, muốn bán nhiều bán. Còn mấy chỗ mua sỉ, mua rẻ, không lẽ tự nhiên mình tao mua cao. Mày mắc cười quá à. Giờ không ai dám đi biển nữa đâu. Tao làm ăn cũng không có được, sắp dẹp tiệm rồi đó. Thôi, cô cho con lấy luôn phần của ông Phú với ông biển luôn đi. Ờ. Nè. Ủa, có hai nói mà có nhiêu đây hả cô? Mày muốn gì nữa? Cô Hạnh ơi, phần của con thu rẻ con không nói đi. Mà cô thấy đó, chú Tư thì mới bệnh, còn thằng Phú thì bị gãy chân. Cô đưa thêm cho người ta đi cô. Ai bệnh ai chết, nhưng tao vẫn cần phải sống nha. Không lẽ cả cái làng này chết, cái bắt tao đi từ thiện hả? Con nói cho cô biết, cô nói chuyện thì có tình có nghĩa xíu đi. Sau này á, cái làng này không ai đi biển thì cô cũng không sống được đâu. Ê ê ê, mày chù tao hả mày? Trời, tưởng tao sợ mày chắc.